mình thì từ bên mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua quý cô chú anh chị. Đó, đây là một cái ngôi mộ mà phải nói là cũng rất là chấn động khi mà cái vụ việc xảy ra khi Sư Minh Thiện đi chung trên con đường đi bộ hành cùng với Sư Minh Tuệ thì không may bị sốc nhiệt quý cô chú anh chị thì cũng đã mất. Thì sáng nay là các không biết vì sao các chú này đến đây rất là đông quý cô chú anh chị. Nhìn nè, anh đang nhìn nè quý cô chú anh chị, nhìn nè. Chú này rất là dễ thương nha. Đó, mấy chú nhìn nè, quá trời nhiều luôn ha. Còn cái anh kia anh đứng kế bên nữa kìa, đứng kế bên mộ của Sư Minh Thiện luôn nè. Đó nè quý cô chú anh chị nè, đây rất là đông luôn. Đây nè mộ của Sư Minh Thiện nè, đây quá dữ rồi, quá đông rồi quý cô chú anh chị ơi. Hoàng Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác là trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương quý cô chú anh chị. Ở đây thì sáng sớm thì có Bùi Hải, hello Bùi Hải nha. Hello anh. Bùi Hải với chị Bích rồi anh Ngọc vô sớm quý cô chú anh chị. Thì rất là lâu rồi Duy Minh mới đảo về đây để là thăm lại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Và sáng nay là Duy Minh có mua là thanh long ngồi xoài để vô cúng cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Thì trước khi vào thì Duy Minh cũng xin chia sẻ lại một tí về cái những cái phải nói là lâu rồi quý cô chú anh chị. Duy Minh mới quay lại đây. Thì đây là cặp lăng vẫn giữ cổng như ngày nào quý cô chú anh chị. Và những cái cây của khán giả ở đây thì của chị Hồng Ngọc ha. Còn ở bên trong này thì của chị Hồng Loan nè. Cây này của chị Hồng Loan Duy Minh chiếc nè quý anh chị, mình cắt nè, bữa nay ra tốt ghê luôn á. Bữa nay bự quá quý chú anh chị ơi. Đẹp. Con cây này là của chị chị gì quên rồi ta. Của khán giả tí á, quên tiêu rồi. Quên tên nè. Còn mấy cây này của chị Điền Lý nè. Đó. Wow. Còn mấy cái cây này của chị Gina Nguyễn hồi đó nhờ Duy Minh trăm ngày nhờ Duy Minh đưa vô dòng này quý cô chú anh chị. Hôm nay lạ quá quý cô chú anh chị, cảnh vật ở đây rất là bình yên và rất là đẹp và rất là sạch sẽ và mô Phật có một cái cảm giác rất là trống trải luôn quý cô chú anh chị ơi. Thì qua bao ngày Duy Minh đi chia sẻ các sư thì đảo ở đây lâu lâu cũng đảo ở đây làm. Và tí xíu nữa Duy Minh sẽ đi qua bên sư Minh Thiện, đó là cũng là một người đi đồng hành với là sư Minh Tuệ 3 ngày nhưng không may bị sốc nhiệt và mất đi. Đó, và cũng chôn gần đây với cô chú chị. Đó. Hello em chào chị Bích nha. Chị vô sớm hả? Ừ. Cầm giùm em cái gì. Tháng nay có ai cúng gì chưa? Chưa. Sớm. Sớm nha. Chút rồi Bùi Hải xoài đi. Cúng xoài, xoài sống. Em nghe chị Hồng Loan á. À, hay nói là chú thích ăn xoài sống. Chú thích ăn xoài chín. Đúng rồi. Nên là em mua xoài xoài. Mua xoài sống. Sống. Mua thanh long. Đó. Chị. Chú. Anh Ngọc đâu? Ngọc đi đây rồi. Ừ. Lâu rồi em mới đâu ở đây á. Ngọc đang nghe thổi rồi. Hello Duy Minh. Hello anh. Vô đây không thấy anh đâu hết. Gài á mẫu rồi vui không chị? Đi nữa. Em hả? Chắc nay mai gì? Cũng cũng. Khỏe không anh? Khỏe. Đi chết thì sao? Mấy anh em ở đây cũng khỏe hết hả? Ừ.
Nay ngày 11 rồi. 11 tháng 10. Tháng 10 tháng 6. Năm mồ vậy con. Bữa nay biết mạng. Năm mồ vậy con. Ngày 11 tháng 6 năm 2024 năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi của kênh YouTube Diêm Minh Vlog. Thắp nén hương trình diễn thức diệt ngài tổ thần tổ mộ tổ địa đất đai dân trạch hàng hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nguyện trang qua diêm bình dương cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú du linh ông kinh thật giỏi văn ngoan phóng trên tam giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm quý mão hưởng thọ 66 tuổi. Sáng nay Diêm Minh có mua cùng thanh long và xoài cái cây mà chú du linh thích tôi thích rồi dâng lên cho chú. Trước mà chú giờ thọ thần sao cũng cầu nguyện cho chú thì giảng sanh về miền cực lạc. Diêm Minh cũng nguyện giấy với mẹ Quan Âm nhân biến của Phật cho tất cả các hương linh ở trong nguyện trang qua Diêm Minh Dương này về đây thọ thần tại ngôi mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Và Diêm Minh cũng nguyện giấy cho một người anh ở Úc. Sáng giờ mua nó rất chị. Sáng giờ đây, không mưa. Sáng lau mộ chưa? Đang rồi. Dạ. Sẵn rồi chị cầu tìm em ha. Ừ. Em mình chào chị thôi. Bây giờ chị cũng khỏe hả? Khỏe. Đây có sự kiện gì không chị? Có không. Có bữa Hồng Loan nó lên buổi chiều vậy thôi. À buổi chủ nhật đó vậy em thấy. Một gì thật. Lâu quá mới là thăm lại chú hay chú thì cuộc sống mà mưu sinh cũng đi chỗ này chỗ kia con chú cũng tình cảm con đợi chơi luôn nước quá ha sáng còn ướt rồi cái chung sen này nhóc luôn chị đổ nước hai bên là nửa thau nước á nước quá nước chị lao rồi chắc mưa nữa quá sáng mưa 500 chị 500 đúng rồi anh em ở đây cũng khỏe hết rồi chị khỏe hết dạ yeah. Đây khỏe cũng ok rồi yeah. Khỏe nhưng mà quay được có mấy đồng tiền lẻ thôi chị hả cái bữa chị quay không có 1 đồng bạc luôn sao hả không có người ta coi ít chị hả không đủ tiền để cho nó cập nhật xem thầy hết rồi xem thầy hết rồi ha đúng rồi xem thầy hết rồi chú ơi hôm nay chú độ cho thêm chú á xin cái đó ra lâu quá đầu hỏi mấy em gì hết lần giờ cái gì hết lần giờ hơn nửa tháng rồi đảo ra đây tiếp 20 ngày à ừ. Đi đâu chứ cũng có cũng đi quay được. Chung với Hoa Thảo không không vậy hả? Em có đi xuống gặp mấy lần mà em thấy làm ngơ không nhìn thôi em cũng không ấy nữa à, chưa làm kênh thì khác ha bữa Nam hỏi á ông chỉ ông đâu chỉ đâu địa điểm á ông chỉ chỗ khác xuống bảo là thầy chỉ để xuống cho. Xuống Nam hỏi ông anh nói ông cái ông yên vui trời người ta chỉ được quyền chứ mình đâu có chơi trời đi bây giờ sao vậy có anh em mà không nhìn mặt không ông quay chỗ ông Minh Không đó à. Thầy tụi em đi qua đó hoài mà sư Minh Không với gia đình không cho quay nữa thôi em không quay nay chỉ cho nó quay thôi đúng rồi không cho quay thôi mình đâu có miễn cưỡng đâu gia đình ta không cho quay thôi đúng rồi. Còn bên sư Chí Hải thoải mái ai quay cũng được hết ừ.
Minh Không đó như ở Gò Công hả? Ở Gò Công á. Ừ. Ở ấp 6 Gò Công. Gò Công Đông. Ừ. Duyên á, kiểu như cái duyên á, duyên ai mình quay ai được mình quay á. Hũ vàng nè chị, chị la hũ vàng muốn chị có vàng. Đây, không hạt nè, không hạt mới muốn chị có hạt. Trời ơi chị chơi thấy chơi đi chị theo chị quay chứ khó khăn lắm chị ơi. Chị biết mà cực khổ lắm. Trời ơi bữa chị chạy theo. Đâu phải chị muốn quay quay đâu chị quay chị... thì phải tránh né rồi tùm lum hết á. Chạy theo quay ông thầy Minh Chí đó ở Chính Lu đó. Trời ơi mình chị chạy theo có kịp đâu. Thì mấy ông kia mấy ông gọi mờ tới mà lôi lum nữa chứ đâu phải muốn quay quay đâu. Ừ. Rồi quay kiểu như dân trộm vậy. Gia đình thì với sư thì thoải mái. Ừ. Sư với gia đình ta cho quay bình thường không có cấm cãi gì. Ô chết rồi ừ. Rút cái này ra mới được, để cái này rút ra cái đồ chết mình phải rút ra. Cái kéo keo trên cây á. Mấy cái này, mấy cái nào chết chết rút ra. Đừng đợi. Nó thúi rồi, cái này lên. Để đâu nó thúi luôn á. Đây có một cây nữa. Chiếc này bỏ đi. Chiếc này chết bỏ. Đây nè. Cắt ngang dưới đây rồi nó sống rồi luôn. Nó bị đây là nó úng cái gì á. Lâu quá rồi hai chị em mình đi đi theo em nói chuyện tâm sự luôn. Nay đúng ra là sáng nay em làm giấy tờ, em làm một công việc. Mà em tranh thủ em lên sớm, đừng em cúng rồi xong em về em đi làm ở giấy. Ủa từ bữa giờ chị lên đây không hả? Lên đây không? Có đi quay sự kiện gì không? Ừ. Có kiện đâu mà quay. Sự kiện chắc là chị không biết á. Bữa sự kiện áo dài bên nghệ sĩ tổ chức đó. Sư Minh Tệ có mời em á, mẹ không đi. Có nghĩa là có hai chồng mà lắm hết đi chị mới đi được. Chị, có chị không biết đường. Mười lắm hết nó mổ. Chị lên Google đó. Quá. Chị không, chị không có biết coi cái bản đồ đâu. Chị đi tầm bậy thôi mà. Không biết coi là thua rồi. Phải biết coi gì mới đi quay được. Mấy anh em tới đủ không? Hôm qua có hai với hai. Bữa nào cũng đủ. Hôm qua thì, có ai với ai? Thì Bùi Hải, hai chồng mình lắm hết. Ngọc, Khang, với chị. Hôm qua kìa. Hôm qua hả? À. Thì vậy đó. Ngày nào cũng vậy mà. Mau đi.
cuốn hồi xa nghệ sĩ hay xa nè, đây là nghệ sĩ nhân viên thông cứu ngoại. Bữa nay thấy như mẫu của cô Thị Huệ đẹp ha, mẫu chú Vũ Linh thì cũng nói rồi đẹp sẵn rồi. Đây là nghệ sĩ Tú Nam Hùng nè, ba của cô Thân Tâm. Còn đây là mẫu của nghệ sĩ Tú Tư Còn. Chú Tư Còn chị biết ông làm gì không? Ông Đơn. Đúng rồi, ông Đơn, đây là vợ của ông. Dạ, ông làm gì? Vợ của chú ấy là bà làm cái gì á? Bà là vợ thôi. Đây là con giả Nhị Kiều và nghệ sĩ Tám Văn. Chú Tám Văn ông nổi tiếng lắm á. Chỗ này hôm nay trống quá vậy. Thì toàn cặp mấy cây á. Ủa sao ai bứng này rồi? Cái đó hả? Hả? Nó chết. Bố chị không lo, con thấy chị con lên. Rồi sự kiện sao vậy? Sự kiện sao rồi? Nghe nói đang giải quà. Gì đang giải quà nữa? Nghe nói vậy đó. Nhưng mà còn hẹn lại nữa. Như cái bữa Hồng Loan đi ra Hà Nội đó thì bên về không đi tới. Đó là ngày 26 tháng ngày 26 tháng 6. 6 đó lâu rồi. Còn mới ở Sài Gòn á. Mới được. Hồng Loan ta đầy đủ giấy tờ mà. Đầy đủ mà. Chị Hồng Loan còn ruột á. Bên kia thì đâu có gì, chỉ là như chút. Em nói là thử nay em kể cho Duy nghe nè. Nó có cái khuất mắt như thế này. Chị Dung Loan là mang, cho dù là mang danh nghĩa là con nuôi nhưng mà thật chắc là con ruột. Chị hiểu không? Ngày xưa là chú nổi tiếng quá. Rồi chú có một người con, biết là một cái người nữ đó đó, nhưng mà bên gia đình người ta không chấp nhận. Cho nên là nói với chú. Rồi chú mới nói tìm cách để rước Hồng Loan vậy à. Cho nên là bà nội mới bày ra. Bà nội bày ra là chỉ có bà nội với bác Tư biết thôi. Chứ bà hàng xóm. Bà sớm mới bày ra là nói ở bệnh viện đó, có một người con gái cho đó. Rồi thời đó là thời đỉnh cao của chú Vũ Linh mà. Cho nên là bày ra là bà nội kêu là chú Vũ Linh phải xin về nuôi. Hello anh Toàn, khỏe không anh? Chứ bây giờ người ta đang nổi tiếng, để người ta đi sinh con về người ta nuôi. Thì đó. Đó mình hiểu không? Bởi vì từ cho em, chị thấy em kiên định không? Từ đó giờ là em chỉ em nói với mấy chị được rất là nhiều rồi. Nhưng mà do là trên video thì đến giờ này là mình cũng nên nói cho bà con cô bác hiểu rồi. Chị Hồng Loan thật tế là con ruột của chú. Có nhiều cái câu chuyện mà thâm cung bí sử của chú nữa. Em biết gần lắm á, năm mươi phần. Tại vì em có nhiều mối quan hệ cũng lớn nên là em biết, nhưng mà tại vì em không nói. Cái chuyện gia đình á cho nên là em không nói. Có nhiều câu chuyện còn hay nữa. Nhưng mà nó liên quan đến người khác cho nên là em không nói, cũng cái chú. Giống như là chuyện riêng tư ấy vậy. Cho nên là mình tới đó là mình vừa rồi, mình nói sơ sơ cho bà con cô bác là hiểu rồi, là vừa rồi. Nói sâu quá không tốt. Em cảm ơn chị ha, để em đi qua bên Sư Minh Thiện đó. Hả? Đi qua bên Sư Minh Thiện, đây qua đó có mấy trăm mét rồi quý chú chị. Đi đường thẳng mấy trăm mét thôi. Đấy là Duy Minh, trước khi qua mẫu của Sư Minh Thiện thì Duy Minh cũng quay lại chia sẻ tí xíu ha quý cô chú anh chị. Dạ.
À, đi qua Sư Minh Điển hả? Ồ, bữa nay cái này nó hơi hơi vàng hết ta, xuống lá. Xuống lá. Hơi vàng. Này phải coi cho thuốc vô mới được, thuốc dưỡng mới được. Ồ, mấy cây gốc bọng vậy. Tao thấy nó sơ sài quá. Này chắc phải cho thuốc dưỡng vô. Ông rồng này thì xung xoay nè. Ông rồng này thì tốt nè. Ui, ông rồng này tốt quá. Xung xoay luôn quý cô chú anh chị. Rồi, sau một thời gian quán bóng thì Duy Minh đã rồi đây. À, con cảm ơn chú đã đầu con trên con đường đi quay chỗ khác thì cũng gặp được nhiều may mắn, được ông bà cô chú ở mọi nơi cũng giúp đỡ con trên cái đường quay phim, cũng hỗ trợ rất là nhiều. Hôm nay con chào lại đây thì chia sẻ hình ảnh và có mua là trái cây để cúng cho chú buổi sáng. Mà trước là mời chú về thọ sực, sau cũng mời các chị vị đây về dùng chung. Đây là quý cô chú anh chị, đây là mà đây là có thể là một số quý cô chú anh chị khán giả không biết, đây là cái nơi mà ngày xưa Duy Minh là hơn một năm nay rồi, Duy Minh đã quay ở mộ của chú Vũ Linh rất là lâu và khoảng hơn một năm chờ quý vị. Duy Minh sau đó mới là đi quay chỗ này chỗ kia và phát quà từ thiện, và sau đó cũng quay đi quay các sư đó quý cô chú anh chị. Đây là một cái cũng hữu duyên đó, cho nên là mình đi đâu đi nhưng mà cũng vẫn nhớ về mộ của chú để là thắp một nén hương cũng như là mua trái cây để là cúng cho chú buổi sáng ha quý cô chú anh chị. Đó đây thì Duy Minh nghe là chị Hồng Loan nói là chú thích ăn xoài đó, cho nên là Duy Minh mua xoài sống với chú anh chị. Cũng là tàn thắp ba nén hương rồi quý cô chú anh chị ơi, thì dưới đốt cho chú một điếu thuốc đi, đốt giùm cô Hoa. Cô Hoa cũng hay chặn cho mình là đốt thuốc giùm á, cho nên là đốt một cái thuốc á. Rồi hộp bẹt của mình còn để ngoài nhóc lên quý chú chị. Cô Hoa đừng nói mua kêu mua giùm. Đốt cho chú thuốc chắc chưa vậy đây chú thì bây giờ thì Duy Minh cũng xin đi qua bên mộ của sư Minh Thiện ha quý cô chú anh chị, là một cái người đồng hành cùng với là sư Minh Tệ cũng được 3 ngày và không may sốc nhiệt đã hy sinh, đã mất quý cô chú anh chị. Giờ mời con bác theo chân Duy Minh nha. Wow, quý cô chú anh chị ơi, thì hiện tại giờ Duy Minh đang qua cái ngôi mộ của sư Minh Thiện nghe quý cô chú anh chị. Đây thì nguyên cái đàn nai đến đây tại ngôi mộ của nghệ sĩ, ngôi mộ của là sư Minh Thiện luôn. Mình thì từ bên mộ của nghệ sĩ của Tú Vũ Linh qua quý cô chú anh chị. Đó, đây là một cái ngôi mộ mà phải nói là cũng rất là chấn động khi mà cái vụ việc xảy ra khi sư Minh Thiện đi chung trên con đường đi bộ hành cùng với sư Minh Tuệ thì không may bị sốc nhiệt quý cô chú anh chị, thì cũng đã mất. Thì sáng nay là các không biết vì sao các chú nay đến đây rất là đông quý cô chú anh chị. Nhìn nè, anh đang nhìn nè quý cô chú anh chị, nhìn nè. Chú nay rất là dễ thương nha. Đó, mấy chú nhìn nè, quá trời nhiều luôn ha. Còn cái anh kia anh đứng kế bên nữa kìa, đứng kế bên mộ của sư Minh Thiện luôn nè. Đó nè quý chú anh chị nè, đây rất là đông luôn. Đây nè mộ của sư Minh Thiện nè, đây quá dữ rồi, quá đông rồi quý chú anh chị ơi. Không biết anh lại làm gì mà anh ngơ ngác à quý chú anh chị. Đó thôi thì Duy Minh vào bên trong ha, thắp hương cho sư Minh Thiện quý cô chú anh chị. Ừ.
Ở đây có cái gì, cái lỗ gì đây cơ ạ? Lỗ, lỗ cống. Đây, mộ của sư Huynh Thiện nè, quý cô chú anh chị. Hôm trước là Diệu Minh chia sẻ ở đây là lúc mà Hạ Nguyệt sư Huynh Thiện á, là rất là đông mà con cô bác đến. Và Diệu Minh chia sẻ là gần nửa triệu view á, quý cô chú anh chị. Nửa triệu view xem á. Đó. Hôm nay Diệu Minh đảo lại đây để chia sẻ cái cái điều đặc biệt ở đây á, là mộ của sư Minh Thiện á, là dùng bằng đá xà cừ Na Uy, giống y gan như là mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn. Quý cô chú chị, đó là cũng đá xà cừ Na Uy, là loại đá tốt nhất ở đây quý cô chú chị. Và mộ của chú Vũ Linh thì dùng đá xà cái thăng này nè. Thì mộ thì bằng thăng mộ thì dùng bằng đá xà cừ Na Uy, còn cái mão của chú Vũ Linh á, thì dùng bằng là đá đỏ Ấn Độ, một loại đá khá là tốt. À quý vị chú chị, đó mẹ anh đi. Đó. Nó đang quay tự nhiên tắt rồi. Bây giờ đã là mẫu của sư đi. À thì Di Minh hôm trước á là có gia đình, cái ngày Hạ Nguyệt á thì gia đình cũng có chia sẻ quý của chú chị. Chính người vợ của là sư Minh Thiện là cái người mà chuẩn bị đồ cho sư Minh Thiện một cái nồi cơm điện để là sư đi ra ngoài sư Minh Tuệ để là bộ hành cùng với sư Minh Tuệ, và cái việc đó cũng được gia đình là chấp nhận và đồng ý, cả là vợ của sư luôn đã chuẩn bị sửa soạn đồ luôn. Và trước khi đi thì sư cũng đã có khoe với là anh em cũng như là trên mạng, nói là anh là chuẩn bị, là sư là chuẩn bị đi ra là sư Minh Tài, giống như cái nỗi vui mừng á quý cô chú anh chị. Nhưng không ai thì ảnh từ nước ngoài về một ngày rồi xong anh giọt ra ngoài luôn thì ảnh không có chịu được cái nhiệt độ ở bên Việt Nam và cái độ nắng thời đó thì rất là nắng, lúc trước rất là nắng quý cô chú anh chị, cho nên là không ai là bị sốc nhiệt heo quý cô chú anh chị. Rồi thôi sáng nay thì mình chắc phải cho cái cây dù nó lên cao chút xíu quý cô chú anh chị, đừng mình cắm. Dù nâng cao một tí đi. Đây mình sắp hương xong tiếp và mình sẽ chia sẻ tiếp bà con ha. Đây thì có 30 nước nè, mấy anh em YouTube cũng hay đến đây quý chú chị là thắp hương. Đây sình không muốn cô chú chị ở chợ mua sình không. Đây nói chung ở đây không phải là không có gì mà phải buồn quý cô chú anh chị, tại vì khi mà mình được đi với sư Minh Toại á, không biết được bao nhiêu ngày một giờ cũng được nữa quý cô chú anh chị, nếu mà thành tâm thì tất nhiên sẽ là được các chư vị là chứng nhận quý cô chú anh chị.
là Duy Minh là nghĩ như vậy, không biết bà con có đồng ý, đồng tình với ý kiến của mình không ha. Cho Duy Minh là cảm nhận được cái điều đó quý anh chị. Và sáng nay thì cái chú Hù kia, chú không chịu đi, chú đứng vòi nè quý anh chị nè, đó hai bà con nè chịu đi, đứng hoài nhìn hoài luôn, kỳ lạ ha. Đó dễ thương quá quý anh chị, cái chú này dễ thương lắm. Chú này thì nó đang đây nhìn hoài luôn, chú nai vàng ngơ ngác trên đồng cỏ cao su. Ở đây cái khu này là ở Hoa Viên Nghệ Trang Bình Dương này, lớn lắm quý cô chú anh chị đó, chở mấy trăm hecta là quý cô chú anh chị, cho nên là rất là rộng luôn. Và đặc biệt ở đây là mộ của sư Minh Thuyền á, là làm bằng, phải nói là những cái đá xà cừ là loại đá là quý nhất ở đây. Đá này đá Na Uy, xà cừ Na Uy là nó cứng lắm quý cô chú anh chị, cứng dữ dằn luôn đó. Ngày xưa khi làm mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là mất gần là 100 ngày là mới làm xong, hoàn thiện xong cái ngôi mộ của là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó. Hôm nay thì cái thăng và cái nền của là sư Minh Thiện cũng đã xong rồi quý cô chú chị, không biết chừng nào sẽ lắp lên ha. Khi nào mà lắp lên xong rồi sẽ mới dỡ gạp quý cô chú chị, nếu mà hoàn thiện luôn á thì sẽ dỡ gạp. Ở đây thì mình nghĩ còn phải khoét cái lỗ âm dương nữa nè quý cô chú chị, còn lỗ âm dương chưa khoét nè đó. À, còn khoét lỗ âm dương nữa ha, âm dương là cái lỗ ngay đây nè quý cô chú chị, giống như mộ bên kia vậy đó, giống như mộ bên đây nè đó. Cái mộ nào cũng phải có lỗ âm dương, mình có nó thông lên đó. Người ta quan niệm ngày xưa là một cái đó là cái đường mà để cho là giống như là mộ của người mất, giống như cái nhà vậy đó, để cho người ta lên xuống đó, quý cô chú chị, quan niệm như thế. Thì nên là chùa từ đó tới giờ nên là chùa đã cái lỗ âm dương như vậy. Thì sẵn như mình cũng nói luôn, sư Chí Hải thì vẫn đang ở dưới ở quê, và sư Minh Nhuận thì đang ở ở nhà quý cô chú chị. Thì bà con cô bác cũng biết lâu rồi, sư Minh Nhuận thì không có được đi khắc thực như sư Chí Hải ở che một cái máy ở bên hiên nhà, thì rất là tội cho là sư Minh Nhuận luôn ha quý cô chú chị. Tại vì ba hạnh nguyện ba hạnh đầu đà mà phải đi đây đi đó, nó đi bộ hành, không ở một chỗ quá 3 ngày quý cô chú anh chị. Thì không biết cái câu chuyện nguyên nhân như thế nào, là Duy Minh nghĩ rằng chắc bà con cô bác cũng đã hiểu rõ. Mình thì không dám nói, không có nói nhiều. Đó, bà con cô bác suy nghĩ cũng biết rồi. Mà sư Minh Nhận cũng đã nói luôn rồi đó quý cô chú anh chị. Những cái vấn đề đó thì nhiều khi là nói quá thì không hay ha quý cô chú anh chị. Kìa mấy đó, mấy chú nai vàng kìa đó, làm như đây. Thì thôi video đến đây thì Duy Minh cũng đã lên thăm mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và qua đây cũng đã thăm mộ và thắp hương cho là sư Minh Thiện rồi, cũng đã xong rồi quý cô chú anh chị ơi. Thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Duy Minh. Mình xin chúc cho tất cả bà con cô bác hàng xa trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an ha. Xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo nha.